Đó là những điều gì Phật không cho làm, mà làm á là phạm. Vậy Phật tử tại gia chúng ta không vậy? Đó là Phật tử tại gia chúng ta phải nương gì? Nương vào Tam Bảo để tu cơ mà. Cho nên chúng ta mới gì? Mới phát nguyện là đệ tử con tên là Nguyễn Thị A hoặc là Trần Văn B, phát nguyện trọn đời quy Phật, nguyện trọn đời quy Pháp, nguyện trọn đời quy Tăng. Quy tức là gì? Là nương tựa. Chữ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y có nghĩa là nương nhờ, là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa. Vậy chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo cơ mà, có phải quy là gì? Quy cư sĩ đâu, hay là quy gì? Quy thất chúng đệ tử đâu. Nếu mà Phật dạy ở trong gì, trong luật nó nói rằng gì, đệ tử con gì phát nguyện quy y gì thất chúng đệ tử, thì khi đó mới gì, trong thất chúng bảy, thất chúng tức là bảy chúng đệ tử đó, thì có gì, có hai chúng tại gia. Thất chúng đệ tử đó là gì? Là tỷ khiêu này, một này, hai là tỷ khiêu ni này, thứ ba là thức xoa mana này, tức là những vị nữ giới thọ sa di ni xong rồi á, thọ gì thức xoa mana, học 100 học pháp đó trước á, để gọi thức xoa mana này. Xong thì chúng thứ tư là chúng gì, sa di này. Chúng thứ năm là chúng gì, sa di ni này. Đó là năm chúng xuất gia. Và hai chúng tại gia là gì, yêu bà tắc này và yêu bà di này. Đó là bảy chúng xuất gia và tại gia đệ tử của Đức Phật. Nhưng chúng ta thấy trong luật Đức Phật có nơi nào Đức Phật dạy gì quy y thất chúng đệ tử không? Không có. Hay là gì, nói gọn lại như trong kinh Nguyên Thủy, nó có chỗ nào nói là quy y tứ chúng đệ tử không? Khi mà nói tứ chúng đệ tử tức là bốn chúng đệ tử là gì? Hai chúng xuất gia đó là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, và hai chúng đệ tử tại gia đó là gì? Cư sĩ yêu bà tắc và cư sĩ yêu bà di. Đó, tức là yêu bà tắc là chỉ cho nam Phật tử, yêu bà di là gì, là chỉ cho nữ Phật tử. Trong giới luật chưa bao giờ Đức Phật nói là gì, là quy y bốn chúng đệ tử, mà chỉ có nói là quy Tam Bảo thôi. Mà Tam Bảo thì là gì, là chỉ có ba ngôi báo, chỉ cho Phật báo, Pháp báo và Tăng báo. Phật bảo, Tăng bảo và Tăng bảo. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó. Cho nên ở đây thì như vậy là Phật tử thì có thể đã hiểu được, thì qua như vậy Phật tử hiểu được vì sao tại gia cư sĩ không được thâu nhận đệ tử quy y là như thế. Chúng ta chỉ có thể gì, gọi là kết duyên với gì, bạn lữ đồng tu với nhau thành một đạo tràng chuyên tu tịnh độ. Hay nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.